Chào chú Lương. Ai, em chào bác tổ trưởng. Quan sát dạo này thế nào? Dạ, vẫn bình thường bác ạ. Ồ, thế tốt quá. Mời bác ngồi ạ. Vâng, vâng. Thế bác uống cà phê nâu hay là đen đá hay là đen nóng ạ? Thôi thôi, từ xưa nay tôi có uống cà phê bao giờ đâu, mất ngủ lắm. Thế ạ, rồi bác uống chén trà vậy nhá. Vâng, cảm ơn. Em mời bác. Vâng, cảm ơn. Thế bác đến nhà em chơi hay là có việc gì thế? Hôm nay sang với gia đình là thông báo một việc này. Vâng. Cuối tuần này tổ dân phố mình sẽ tổ chức mừng thọ cho các cụ già. Dạ. Từ 70 tuổi trở lên, trong đó có bà Điên nhà mình đấy. Ủa thế ạ? Thời gian nhanh quá đi ạ. Mẹ em 70 tuổi rồi mà em cứ ngỡ là chưa đến. Chứ sao? Chú là con trai mà chả quan tâm đến các cụ gì cả. Không. Tôi trách chú đấy. Vâng, em vẫn quan tâm thế nhưng mà em không nghĩ là cụ nhà em đã 70 tuổi rồi. Còn cháu lại càng vui gấp đôi ấy chứ ạ. Mà được chính quyền, đoàn thể đứng ra tổ chức thì lại vui gấp gấp nhiều lần nữa ạ. Thôi, chú lo để chuẩn bị mừng thọ cho cụ đi, cho cụ vui nhé. Dạ. Chứ trong tổ dân phố của mình ấy là các cụ phấn khởi lắm. Thế ạ. Tuổi già, các cụ là hay tủi thân. Đúng đấy ạ. Thôi cho mình phải quan tâm cho các cụ một chút. Vâng. Đấy, được cái là tổ dân phố ở khu mình là cũng rất là quan tâm, chu đáo, giữ được cái lễ nghĩa. Cho nên là con cháu cũng có cái đó để mà làm gương để nói theo. Cái đó là cái truyền thống của dân tộc mình thôi. Dạ. Mình phải giữ gìn và phát huy. Dạ. Đến ngày đó thì chú nhớ là nhắc cụ. Dạ. Chuẩn bị cái áo dài đỏ. Dạ. Mặc cho nó rực rỡ. Đấy, để còn chụp ảnh kỷ niệm. Vâng ạ. Áo dài đỏ gì ạ? Áo dài đỏ. Vâng. Em sẽ nhớ, sẽ chuẩn bị cho cụ thật chú đáo. Em thay mặt gia đình cảm ơn bác tổ trưởng, cảm ơn chính quyền, cảm ơn đoàn thể, tổ dân phố khu mình nhé. Thôi, thì tôi về nhé. Dạ, vâng ạ. Thôi nhé. Em chào bác. Ờ, tôi về đây. Cảm ơn bác. Nào. Alo, dì Thuận đấy à? Vâng. Cháu đây. Thế cuối tuần dì và gia đình có rảnh không ạ? Thì có chuyện gì thế cháu? Cháu muốn thông báo một tin quan trọng. Thằng Tùng hay con Mai cưới à? Không, chưa đến lúc đấy đâu dì ạ. Chả là thế này. Cuối tuần này gia đình cháu có tổ chức mừng thọ cho mẹ cháu lên 70. Ôi thế á? Cháu kính mời dì và gia đình xuống tham dự cùng với mẹ cháu và gia đình cho vui nhá. Bác Liên đã mừng thọ rồi cơ à? Vâng. Nhất định chú dì và các em sẽ đến. Thế nhá dì nhá. Cháu cảm ơn dì. Alo, chú Hòa đấy à? Ừ. Lâu lắm anh mới gọi điện cho chú. Ừ, bận quá. Thế dạo này có khỏe không? Thế à? À, chả là thế này. Cuối tuần anh tổ chức mừng thọ cho mẹ. Ừ. Bác ấy, bác Liên đã 70 rồi. Đấy. Cho nên là anh kính mời chú và gia đình về nhà anh tham dự nhá. Cuối tuần. Ừ. Rồi anh sẽ nhắn tin cụ thể nhá. Rồi, cảm ơn chú. Xin lỗi. Ô mẹ. Mẹ ơi. Có một tin cực vui mẹ nhá. Mẹ có muốn nghe không? Tin vui gì thế? Chả là thế này mẹ ạ. Sắp tới chính quyền và tổ dân phố tổ chức mừng thọ cho các cụ từ 70 trở lên, trong đó có mẹ đấy. Hôm đó các cụ tha hồ mà súng xính áo váy, rực rỡ vui tươi để con chụp ảnh mẹ nhé. Con thấy chính quyền quan tâm đến người già như thế là con rất vui đấy mẹ ạ. Rồi ôi, hơi bị tự hào là mẹ mình lại trẻ nhất trong các cụ già. Nghe nói là tổ chức long trọng lắm mẹ ạ. Tôi không đi. Sao mẹ lại không đi ạ? Vui thế sao không đi ạ? Tôi không thích vui, được không? Mẹ ạ, anh. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ làm sao đây? Chả hiểu làm sao kìa. Tự nhiên cứ giận đùng đùng như. Hay là anh nói gì để mẹ phật ý đúng không? Anh chẳng nói gì cả. Anh chỉ nói là sắp tới tổ chức mừng thọ cho các cụ già. Thế thôi mà bỗng dưng lên thì đùng đùng bỏ đi. Thế chắc là anh sai trong cách trình bày rồi. Chứ không tự nhiên mẹ lại đùng đùng bỏ đi như thế. Thôi để em lên xem mẹ thế nào. Mẹ ơi. Không biết thế nào mà chiều. Tức quá mà tôi. Mẹ ơi, mẹ làm gì đây? Mẹ ơi, có chuyện này con muốn bàn với mẹ. Anh em con tính là sau khi tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ ở ngoài phường xong ấy, thì bọn con sẽ tổ chức cho mẹ ở nhà.
hôm đấy là cực kỳ hoành tráng nhá. Sẽ có đầy đủ con cháu rồi là họ hàng ở dưới quê lên để chúc mừng mẹ đấy. À, mà để tham dự sự kiện đặc biệt quan trọng này thì con gái của mẹ đã chuẩn bị rất nhiều quần áo váy vóc. À, tên lên lên tên. Đây, mẹ thấy con mặc cái váy này có được không? Có đẹp không hả mẹ? Hôm đấy con cũng sẽ chuẩn bị cho mẹ một chiếc áo dài thật là đẹp để mẹ xứng xính nhá. À, mẹ ơi, mà con nghĩ là nhà mình á, cái ngày hôm đấy phải tổ chức cỡ mấy chục mâm cỗ ấy. Bởi vì là kiểu gì mà họ hàng ở dưới quê nhà mình đông như thế, sẽ kéo lên để chúc mừng mẹ. Uầy, sự kiện tuyệt vời này có khi còn vui hơn cả là đám cưới anh Lượng nhà mình ấy mẹ nhờ. Mẹ ơi, mẹ thấy không? Phúc đức nhà mình tốt thật đấy. Mẹ xem có mấy ai đến tuổi của mẹ mà có đầy đủ con cháu, dâu rể đến mừng thọ không? Làm gì đâu có rể nào mà rể. À, đấy nhá. Mẹ của con chịu mở lời rồi nhá.